Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Liên và đây là... Chào các bạn, cô là cô Chăm. Cô Chăm và cô Liên đều đến từ trường mầm non Đốc Vinh Kiều 1. Các bạn ơi, hôm nay cô Liên và cô Chăm sẽ hướng dẫn chúng ta làm đồ chơi nhé. Nhưng với cái đồ chơi này thì phải có sự giúp đỡ của ba mẹ khi làm ở nhà. Và bây giờ các bạn xem đồ chơi đó là gì nha. Đồ chơi mang tên là vòng quay may mắn. Đồ chơi này chúng ta sẽ chơi như thế này nha. Và để làm được cái đồ chơi như thế này, bây giờ các bạn hãy xem cô Liên và cô Chăm đã chuẩn bị những viên vật liệu nào nha. Cô đã chuẩn bị thùng giấy nè các bạn. Và một cái vật có vòng tròn như thế này, có thể là cái dĩa cũng được để mình tạo vòng tròn trên cái thùng giấy này. Và cô chuẩn bị kéo nè, bút nè, hồ, hai cái que để mình làm cái tâm. Rồi nếu không có bút thì các bạn có thể chuẩn bị bút màu. Rồi, cái chai, cái thước và một miếng mút như thế này. Bạn nào không có mút thì có thể lấy một chiếc hộp bằng giấy cũng được nha. Và sử dụng giấy màu. Rồi nếu bạn nào không thích dùng viết bút thì mình có thể sử dụng từ lịch để mình cắt số dán vào hoặc là viết chữ cái vào đây nha các bạn. Rồi, đồ chơi với cô Liên và cô Chăm có sự tham gia của cô Phương nữa đó các bạn. Cô Phương xin chào các bạn. Bây giờ cô Liên sẽ dùng cái nắp này để cô Liên tạo vòng tròn trên cái thùng. Và cô Phương sẽ cắt hình, cắt số trên tờ lịch, cô Chăm sẽ ghi chữ cái nha. Nào bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Rồi đặt cái vòng tròn ở đây, mình vẽ vào để mình cắt. Các bạn nhờ ba mẹ cắt cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta đã được cái hình tròn rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thước mình gạch những cái đường chéo trên cái vòng tròn này nha. Chúng ta có thể chia bao nhiêu ô tùy thích. Có thể là 6 ô, 8 ô hoặc 10 ô cũng được. Rồi chiếc đĩa này chúng ta sẽ khoét một lỗ nha. Và ở đây chúng ta sẽ ghi những cái số. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và chúng ta chừa một ô này để mình vẽ cái hình quà như thế này, mình dán vô. Còn không thì ba mẹ sẽ ghi cho chúng ta là chữ quà hoặc là phần thưởng, để khi mà các bạn may mắn chúng thì các bạn sẽ được nhận quà nha. Rồi chúng ta có thể ghi chữ như vậy hoặc là mình vẽ cái hình quà gì mình dán vào. Rồi sau đó mình dùng cái kéo mình khoét một lỗ ở chính giữa. Rồi vậy là chúng ta xong rồi nè các bạn. Và nếu các bạn không thích nếu các bạn thích có màu mè hơn thì chúng ta có thể sử dụng, nhà bạn nào có giấy màu thì chúng ta sẽ sử dụng giấy màu mình dán để cho có màu nha. Cái này mình có thể tận dụng được hai mặt mình chơi nè các bạn. Và bây giờ cô thích bên đây có màu, cô sẽ dán màu vào. Rồi nếu bạn nào thích có màu ở nhà thì mình dán màu vào. Rồi sau đó chúng ta cũng cắt ra. Bên phần màu cũng tương tự, mình cũng kẻ những cái ô như thế để mình tạo ra những ô mình ghi số lại nha.
Ở đây mình cũng có kẻ, mình có thể kẻ nhiều ô hơn cũng được nha các bạn. Nãy mình cũng có khoét lỗ nè, bây giờ mình chỉ cần khoét nhẹ thôi là nó được rồi. Rồi mình ghi số, bên đây cô đã ghi số rồi, bây giờ bên này cô có thể tận dụng cô ghi chữ cái vô đây nha. Nè. Và ở đây mình để chỉ là quà hoặc là phần thưởng cũng được. Thì là đồ chơi của cô đã xong cái vòng tròn này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái vòng quay của mình ngày nay các bạn. Chúng ta có thể chơi được hai mặt luôn nha. Rồi bây giờ tới mình làm cái đế nè. Đây cô có hai cái que. Rồi bây giờ mình sẽ cắm một que ở chính giữa như thế này. Đây là cái chai. Rồi chúng ta sử dụng cái chai này, chúng ta cắt phần miệng nó. Chúng ta sẽ đặt cái lỗ này vào cái que. Rồi chúng ta thử nè. Rồi bây giờ để mình làm, mình biết là mình sẽ trúng vào ô số đáy. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cờ để mình xem nó chỉ được thế nào nha. Đây tờ giấy màu. Rồi các bạn sẽ cắt hình tam giác dài dài. Rồi chúng ta sẽ cắm vào gần với cái hình tròn. Rồi với nhập quay này, ví dụ như tới số 4 thì cô sẽ phát âm là số 4. Rồi cô sẽ tìm những cái số mà nãy giờ các cô đã cắt đi nè, tìm số nào là số 4 cô cầm đưa lên. Rồi hoặc là cô sẽ đếm số lượng tương ứng, ví dụ đây là số 4 cô sẽ đếm 4 cây màu. 1 2 3 4. Hoặc là ở nhà mình có đồ vật nào ở nhà mình sẽ tìm số lượng tương ứng mình quay được nha. Rồi nếu như mà chúng ta quay may mắn, chúng ta quay vào cái ô phần thưởng này thì các bạn sẽ được ba mẹ thưởng cho mình một món quà mà mình thích, như kẹo nè, bánh hoặc là nụ hôn của ba mẹ cũng được nhé các bạn. Rồi các bạn thấy chơi trò chơi này vui không nè? Xem cô Trâm và cô Thương làm được cái vòng quay như thế nào nha. Các bạn ơi, trong khoảng thời gian mà cô Liên làm vòng quay á thì ở bên đây cô Trâm nè, cô Phương cũng làm được một cái vòng quay nữa, nhưng mà vòng quay của cô Phương với cô Trâm không có viết chữ vào trên vòng quay luôn, nhưng mà hai cô sử dụng những cái thẻ chữ và thẻ số này để dán vào. Khi mà các bạn chơi á, các bạn có thể tháo những thẻ chữ và thẻ số này ra nè để chúng ta có thể thay đổi và chơi được nhiều lần đó các bạn. Thì có thể tháo ra và đổi được thẻ chữ và thẻ số khác vào đó. Các bạn ơi, bây giờ các bạn thử chơi cái vòng quay của cô Trâm nha. Cô quay nha. Số mấy mình làm? Số 3. Cô quay vào ô số 3. Bây giờ cô sẽ tìm trong cái thẻ chữ số này coi có số 3 không nha. Đây là số 3 nè các bạn. Cô Trâm thử tìm đồ ba đồ vật đúng với cái số đó xem nào. Tìm ba đồ vật. Tôi thấy đây. Một cây viết, hai cây viết, đâu nữa ta? Không đủ ba cây rồi. Bây giờ cô thấy ở bên này chúng ta có màu nè các bạn. Một cái màu, hai cái màu nè, ba cây màu, nó đã tương ứng với số 3 mà cô Trâm quay được rồi đó các bạn. Cô Trâm giỏi quá. Quay các bạn ơi, các bạn thấy các cô chơi có vui không nào?
ngoài làm những cái vòng quay như thế này, cô còn đã làm một số vòng quay như thế này. Ví dụ như cô không có làm hình với chữ, không có làm chữ cái với số nữa, mà cô thay vì đó là cô làm hình nè, để mình học được hình nè. Rồi cô để về cô quay nè, các bạn xem cô được hình gì, quay chúng mình tròn nè. Rồi bên đây thì cô không có sử dụng hình mà cô sử dụng vừa chữ cái vừa chữ số nữa các bạn. Cô ghi bằng bút nè. Rồi hoặc ra là không có bút thì mình có thể dùng màu để mình ghi nè, rồi mình vẽ cái hình quà lên. Rồi nếu có điều kiện nữa các bạn sẽ nhờ ba mẹ dán nhiều màu như thế này để mình ôm màu luôn nha các bạn. Rồi đây cô chơi cho các bạn xem nè. À, cô đã quay được màu cam nè, và trong ô màu cam cô đã quay được số 5 nè các bạn. Mình có thể phát âm là số 5. Các bạn ơi, với cái đồ chơi vòng quay may mắn thì chúng ta có thể ôm lại chữ cái nè, chữ số nè, ôm lại màu sắc nè, hình dạng nè. Rồi khi mà làm những cái đồ chơi này ở nhà với ba mẹ thì các bạn nhớ là không nên đùa nghịch với kéo nè, với que nè. Rồi mình phải sử dụng cẩn thận và mình phải nhớ phân lời ba mẹ nhé các bạn. Cô tin rằng với cái đồ chơi vòng quay may mắn này nó rất là đơn giản, ba mẹ có thể cùng làm với mình ở nhà, nhưng mà chơi rất là vui và hiệu quả khi học tập để mình ôm chữ cái, chữ số và các hình dạng nhé các bạn. Cô Liên, cô Trâm và cô Phương xin chúc các bạn chơi với ba mẹ mình ở nhà thật vui vẻ và tiếp thu kiến thức tốt nhé. Xin chào tạm biệt.